Thấy có con bắt không ạ? Không. Bác sĩ Phú đi đường để bác sĩ Phú đi để lấy dây gấm về để làm cao dây gấm đi rừng ạ. Anh Phú ơi, không có lời, có lời không. Sau khi được thái nhỏ, làm sạch, phơi sấy khô, sao thơm thì sẽ được nghiền nhỏ và đưa vào những cái lồ chuyên dụng, nồi chuyên dụng này để thực hiện quá trình chiết tách nước dược liệu cao gắng. Cao gắng sau khi chiết tách ra nước sẽ được hứng và lọc xong đó đưa vào các lồ chuyên dụng cách dầu để cô đặc dần cái nước được liệu cao lắm. Đấy, để chúng ta vừa cô đặc vừa sôi vừa bề ngoái cho nó quá trình bay hơi nó nhanh để cô đặc dần. Cái nồi này là nồi chuyên dụng cách dầu nên không sợ chúng ta quá trình cháy hỏng dược liệu. Ok, khi dược liệu đã cô đặc hơn rồi thì chúng ta tiến hành cho vào cô đặc bằng tiến hành cô đặc bằng chảo đến một mức độ đặc nhất định, như này gần được này. Đến được mức độ đặc nhất định thì chúng ta tiến hành đóng vào cái lọ nhỏ về cái lọ. Đấy, chúng ta tiến hành cho vào cái lọ quy cách như này. Lọ trước khi mà đóng cao thì sẽ được rửa sạch, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và luộc vô trùng và sấy khô trong lò chuyên dụng, rồi chúng ta sẽ tiến hành cho dược liệu cao gắng vào trong này một lọ và sử dụng lắp và màn co để mà nó làm kín, mục đích là đảm bảo được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tiện cho quá trình mà chúng ta bảo quản sau này còn ngăn mát lạnh. Sau khi mà chúng ta cô đặc đến độ nhất định thì đạt được cái yêu cầu là nóng lọ thì chúng ta tiến hành đóng vào lọ để tạo ra sản phẩm. Cao dây gắm này thì sử dụng cho những người bệnh gút, rồi acid uric trong máu cao, có bệnh về xương khớp, đặc biệt là bệnh gút sử dụng nó hạ acid uric và rất tốt cho người bệnh gút. Sau khi chúng ta mua của nhà thuốc về, cách sử dụng rất đơn giản. Đấy, chúng ta có một ấm siêu tốc, nước đã đun nóng, rót một cái ly nước khoảng 2/3 ly nước nóng, và đầy cốc tùy khả năng uống mỗi người. Chúng ta cái nọ cao bóc cái màng co, và bóc bỏ màng co. Xoáy nhẹ đấy, lên lọ cao thì nó cô đặc trong trứng này. Thì chúng ta mỗi lần sử dụng chúng ta có cái thìa cà phê hoặc cái thìa sữa chua hoặc một thìa tương đương cũng được. Đây tôi dùng cái thìa cà phê to một chút để tôi cũng một thìa cà phê này, lượng khoảng một thìa cà phê hoặc một thìa đến hai thìa sữa chua nhỏ ngoáy vào ly nước. Đấy, để ly nước ngoáy cho tan thì chúng ta sử dụng